Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi trưa vui vẻ. Vâng, bây giờ là đúng là 1 giờ. 1 giờ trưa, chiều thứ 6 các bạn. Đó, đây là chiếc Winner của tôi. Đó, và bây giờ tôi sẽ xuất phát đi Đà Lạt chơi các bạn ơi. Có một nhóm bạn ở trên đó đang chờ. Tối nay sẽ camping nha các bạn. Đó, Winner gắn 3 thùng. Đây là cái tấm chống nhiệt. Còn đây là cái lều. Đó, lều. Nói chung là hôm nay ngồi hơi chật. Đây có cái ba lô khá là nặng. Hai con Palaka vào trong đó. Đó. Ok, đi thôi em ơi. Get go. Ok, theo đồng hồ này là 1 giờ đúng. Còn đồng hồ này là 1 giờ 4 phút. Thời tiết đang không có nắng nữa. Chúng tôi đang ở phường 7 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đường Phạm Thế Hiển. Bây giờ là 2 giờ chiều. Chúng tôi đã đi được đúng 1 tiếng đồng hồ và mới được có 33 km thôi. Mới đi qua Suối Tiên các bạn ơi. Ban nãy qua Hầm Thủ Thiêm thì bị mưa. Qua Hầm Thủ Thiêm cái mưa lớn quá cho nên phải dừng lại mặc áo mưa. Mất cả 15 phút đồng hồ. Cho nên bây giờ mới tới đây thôi. 2 giờ. Đúng 3 giờ chiều. Tức là sau khi chạy được khoảng 2 tiếng đồng hồ, đã đi được 76 km và chúng tôi đã đến ngã ba Dầu Dây. Vâng, đây là cầu vượt ngã ba Dầu Dây. Đi thẳng là Phan Thiết, mình đi Đà Lạt thì mình sẽ quẹo trái ở đây. Lâu lắm rồi tôi mới quẹo trái ở đây các bạn ơi. Quẹo trái đi Đà Lạt các bạn ơi, ngã ba Dầu Dây. Vâng, đây là quốc lộ 20. Là đi nãy giờ đi được hơn 100 cây rồi. 3 giờ 30 mới đi được 110 cây và ghé đổ xăng. Đó, hiện giờ là tôi đang ở La Ngà, quán Tân Phú các bạn ơi. Mưa quá. Ok các bạn, bây giờ là 4 giờ chiều. Chúng tôi đã đi liên tục được 3 tiếng đồng hồ rồi. Và đã đi được quãng đường là 120 km. Vâng, trung bình mỗi tiếng đi được có 40 km thôi. Ban nãy có ghé mặc áo mưa và đổ xăng. Và hiện tại tôi đang ở cách thị trấn Định Quán khoảng độ 7 km. Và cách Tân Phú là 18 km. Vâng, phía trước này là đá ba chồng, bên trái đây các bạn, đá ba chồng ở Định Quán Tân Phú. Đó, một di tích rất là nổi tiếng. Tôi nhỏ 10 tuổi tôi đã từng tới đây chơi, ở đây khoảng độ nửa tháng. Ok, 4:30 thì trời mưa các bạn ơi. Mưa rồi, mưa lớn rồi. Đang ở giáo xứ Xuân Hòa, Tân Phú. Chúng tôi vừa mặc áo mưa xong và bây giờ tiếp tục đi. Ok, mưa lớn quá các bạn ơi. Mới 4:20 mà nó mù mịt. Trời tối luôn rồi, không nhìn thấy đường nữa. Mưa quá lớn. Các bạn
bạn có nhìn thấy mưa không? Chiều chúng tôi đã chạy được 4 tiếng đồng hồ, được 167 cây, và bây giờ đang ở đèo Chuối các bạn ơi. Đèo Chuối vào đến đèo Chuối là chúng tôi đã cảm thấy hơi lạnh đó, gió lạnh rồi. Ok, đây là đèo Chuối đây. Đó, có các bạn đèo Chuối phải này. Chạy từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều mới tới đèo Chuối. Đúng là củ chuối. Chạy quá chậm. Và nay mưa rất là lớn các bạn ạ. Dự trù là 8 giờ rưỡi chúng tôi mới tới chợ Đà Lạt. Ăn uống cái gì đó xong là phải 9 giờ. Bắt đầu mới đi lên đồi. Lên đồi, một cái đồi ở thung lũng Tình Yêu, để tìm cái nhóm của bạn Tùng FDV đang camping cắm trại ở trên đó. Cho nên là tình hình rất là căng các bạn, rất căng luôn đó. Chắc phải 10 giờ mới lên tới đồi. Vâng, 5 giờ 5 phút thì chúng tôi đã đến Madagui. Còn bên trái là Madagui các bạn ơi. Madagui gần 20 năm rồi tôi chưa có vào Madagui chơi luôn đấy. Đi ngang đây rất là nhiều lần mà mới vào được có một lần cách đây khoảng gần 20 năm. Mới 5 giờ chiều mà trời đã tối thui rồi. Đèo Bảo Lộc các bạn ơi. Vâng, 5 giờ 20 thì chúng tôi đã vào đến đèo Bảo Lộc rồi. Hiện giờ đang ở trên đèo. Đó, các bạn nhìn bản đồ ngoằn ngoèo này. Hy vọng là sẽ có sương mù cho các bạn xem. Vâng, thêm một cái bảng đèo Bảo Lộc nữa. Đường dốc quanh co nguy hiểm. Vâng, lần đầu tiên chúng tôi đi đèo Bảo Lộc vào cái giờ này, 5 giờ 30 tối. Vâng, phía trước là một cái cua, một cái khúc ngoặt bên phải. Đường thì đang rất là trơn, hồi nãy có mưa. Đó, một khúc cua bụi chỏ bên phải này. Vâng, đường rất đông và trơn. Sau khi tôi lên tới đỉnh xong, lên tới Đà Lạt xong thì đọc báo tin tức thì nghe nói rằng là sau khi tôi đi qua khỏi đèo khoảng 3 phút thì có một cái tai nạn ô tô và hai xe máy rất là thảm khốc. Vâng, hai người đi xe máy đã tử vong. Kinh khủng thật. Đó, tức là chỉ sau khi mà tôi đi ngang qua đèo này khoảng 30 phút thôi các bạn ạ. Trời đã sập tối rồi các bạn ơi. Vâng, tôi đang trên đèo Đọc Bảo Lộc lúc 5 giờ 30 chiều ngày thứ 6. Vâng, hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2022. Đường rất rượt, rất là trơn. Lần đầu tiên chúng tôi đi vào một cái buổi chiều tối như thế này. Vâng, có những lớp sương mù mỏng, không biết các bạn có nhìn thấy không. Bắt đầu mưa rồi, chết rồi, mưa rồi, có giọt mưa rồi. Đang quay phim mà mưa rồi, rồi xong mưa quay. Chết rồi, mưa rồi, mưa rồi. Không che được cái điện thoại bị bể rồi. Cái
điện thoại bên bể. Vâng, cái điện thoại Samsung S7S của tôi hôm rồi chạy ở quận 2, cái đường nó dằn sóc quá, nó văng cái điện thoại ra, rớt xuống đường và bị xe máy nó cán lên, bể nát mặt kính trước và mặt kính sau luôn, hai mặt kính đều bể. Nhưng mà cảm ứng là máy vẫn chạy tốt, cho nên bây giờ đi ngoài mưa là nước nó vô ào luôn, nó vô là mình không sạc được luôn á, nó báo lỗi sạc. Không có chỗ nào dừng lại được. Thế rồi, tạnh rồi. Tôi đây trên đèo Bảo Lộc các bạn ơi. 5:30 tối. Trời đang mưa. Không biết các bạn có nhìn thấy mưa không? Tối thì chúng tôi đã đến thành phố Bảo Lộc. Đó, từ đây mà tới Đà Lạt thì còn 111 cây nữa. Ở đây thì không có mưa, còn nãy giờ mưa tan nát đấy các bạn ơi. Đang ở thành phố Bảo Lộc lúc 6 giờ tối. Các mình phải kiếm cái gì mình ăn rồi. Phố Bảo Lộc thì không có mưa, khô rang luôn. Trong cái đó ban nãy dầm mưa ở đèo Bảo Lộc thê thảm. Tôi sẽ ghé đây để ăn lẩu mắm gì này. Nhìn là thấy thèm rồi. Bún mắm ở đây rất là ngon các bạn ơi. Rất là nhiều cái thức ăn ở bên trong, tôm mực các kiểu. Giá của nó là 60.000 đồng, rất là xứng đáng. Địa chỉ của nó là 513A đường Trần Phú, thành phố Bảo Lộc nha. Thành phố Bảo Lộc, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bây giờ chúng tôi sẽ vào, sẽ đi Đức Trọng rồi tới Đà Lạt các bạn ơi. Đã hết địa phận của thành phố Bảo Lộc rồi. Ăn no rồi, giờ buồn ngủ các bạn ơi. Ăn tô bún nữa, quá trời to. Một tô bún mắm khổng lồ, giá 60.000 đồng, rất là xứng đáng các bạn. Trước giờ tôi chưa từng ăn một tô bún mắm nào mà to mà ngon như thế này. Hay là do mình đi trời lạnh hay đói hay sao, ăn no cứng mốc luôn. Giờ ngồi xe là hơi bị mệt đây. Bây giờ là 7 giờ rồi. 7 giờ tối. Chắc phải chạy 3 tiếng nữa mới tới các bạn ơi. Tình hình xăng bây giờ khá là khó khăn, cho nên là cứ nửa bình là phải ghé đổ các bạn ơi. Yên xe có buộc thêm cái lều, nên mỗi lần đổ xăng khá vất vả, phải tháo dây ràng ra. Cảm ơn. 7 giờ 35. Tôi ghé cái xăng Petrolimex đổ. Lần này lần thứ hai. Đi được 233 km rồi. 7:50. Chúng tôi đang ở Di Linh các bạn ơi. Di Linh.
Vâng, đi từ 1 giờ chiều đến giờ mới được 240 km. Mưa gió quá, trời tối không chạy nhanh được. Ok, chúng tôi đang ngay trên đèo Phú Hiệp. Đèo Phú Hiệp các bạn ơi, sao lâu nay mình đi mình không có nhớ cái đèo này ta. Giờ tự nhiên lại có cái đèo Phú Hiệp. Đại Ninh 16 km nữa. Ok, 8 giờ 45 thì chúng tôi đã tới Đức Trọng các bạn ơi. Đã tới Đức Trọng rồi. 8 giờ 45. Đã đi được 286 km. Ở đây thì Đức Trọng thì không có mưa. Khô rang hết à. Đà Lạt còn 30 km nữa. Tối nay chúng tôi sẽ leo lên đồi, ngủ lều cắm trại các bạn ơi. Quá khủng khiếp. 9 giờ tối chúng tôi đã tới trạm thu phí, chuẩn bị bước vào đèo Fren. Ok, vô đèo Fren các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy đường này quen thuộc không? Vô, vô rồi, bắt đầu vô đèo Fren. Vâng, 9 giờ 10 phút. Vâng, cái đoạn này đường rất là sáng và đẹp, đèn đường. Vâng, 9 giờ 10 phút thì chúng tôi đang trên đèo Fren các bạn ơi. Tối thứ 6 cuối tuần. Đi từ 1 giờ chiều tới 9 giờ tối mới tới đèo Fren. Các bạn đã đi đèo Fren buổi tối bao giờ chưa? Rất đẹp nha. Vâng, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi ban đêm. Không ngờ là nó sáng đẹp như thế này. Có lẽ đây là con đèo duy nhất, con đèo đầu tiên mà tôi nhìn thấy nó có đèn không ạ. Trước giờ mình đi cũng nhiều con đèo rồi nhưng mà nó không có đèn. Ở trong Đà Lạt bà con đi ra quá nhiều, xe đi ra rất nhiều, còn xe đi vô thì không có. Các bạn cùng thử thức ngắm nhìn đèo Fren ban đêm nha. Đi vô thì hình như có mình tôi vô à. Quá đẹp các bạn ơi. Trong đêm 21 giờ đêm tối thứ 6. Chúng tôi đi Đà Lạt chơi. Quá đẹp. Rất xứng đáng cho một chuyến vào đêm. Ây da. Bên trái là khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.
Hồ Tuyền Lâm các bạn ơi. Vâng, cảm giác đi đèo Fren ban đêm quá tuyệt, quá phê các bạn ơi. Vào đến trung tâm rồi, vào tới Đà Lạt rồi, vào tới Đà Lạt rồi các bạn ơi. Đúng 9:20 thì chúng tôi đã vào tới hồ Đà Lạt. Bên trái là bến xe liên tỉnh Đà Lạt. Wow, đi từ lúc 1 giờ và 9:40 mới tới đây, mới tới Đà Lạt 9:20, vậy là đi mất 8 tiếng các bạn ơi, 8 tiếng 20 phút. Ghé đổ xăng 2 lần, ghé ăn tối hết cả 45 phút đó. Rồi mặc áo mưa hết nửa tiếng. Dầm mưa hơi bị nhiều. Bây giờ là 9:20 và chúng tôi đã đến thành phố Đà Lạt. Phía bên kia là Hồ Xuân Hương. Quá là hoành tráng các bạn ơi. Vấn đề là bây giờ tối nay tôi không có ngủ khách sạn các bạn ơi, mà là sẽ đi lên đồi ngủ camping cắm lều chung với cái nhóm của bạn Tùng FBB. Và bây giờ từ đây đến lên đồi là còn 14 km nữa. Bên đây là đài truyền hình tỉnh Lâm Đồng này. Quá đuối các bạn ơi. Thiệt, thời tiết bây giờ đang rất là lạnh luôn, chắc là 16 độ quá. Đi tiếp nào, lên đồi. Vâng, bên phải là Hồ Xuân Hương các bạn ơi. Đây, Hồ Xuân Hương ở bên đây. Đây, tôi đi sát vào hồ cho bạn xem này. Đó, Hồ Xuân Hương. Bây giờ chúng tôi sẽ đi theo hướng về thung lũng tình yêu. 9:30 và đường đông nghẹt người. Vâng, bên phải là quán cà phê đây. Quán Thanh Thủy nổi tiếng. Ok, nãy giờ chúng tôi bị lạc đường các bạn ơi. Google Maps nó chỉ lung tung quá. Cho nên là bạn Tùng phải chạy ra đón. Đó, chiếc xe đằng trước kìa. Bây giờ 25 phút rồi. Vâng, chúng tôi đang đi về hướng Suối Vàng. 5 km nữa là tới Suối Vàng.
chờ ai? Chờ nó chạy xuống lại. Hả? Nó chờ nó chạy xuống lại, tới nó qua rút cái hiền hả? Anh chạy lên luôn nó luôn anh. Lên nó luôn hả? Dạ dạ. Tôi đang leo đèo, leo lên đồi các bạn ơi, leo lên đồi. Xe chở nặng quá, nó muốn chỏng đầu với luôn. Một con đường xi măng là khá là sần sùi. Đường đất rồi. Ô, có đàn trâu đàn bò. Vâng, nếu như không nhờ các bạn Tùng đi xuống núi xuống đồi để đón thì chúng tôi thật sự là khó lòng mà tìm lên tới đây các bạn ơi. Đường đi rất là dốc đó và nguy hiểm, cho nên là cái Google Map nó chỉ lung tung sờ bần đấy lên. Vâng, lên tới nơi rồi, mừng quá các bạn ơi. Đó, 12 giờ đêm, 11, 12 giờ đêm rồi. Các anh em thì đã ăn uống xong đó, và nhiều người đã mệt quá, đã đi ngủ rồi. Nhóm này lên từ trước, lên từ đêm hôm trước đó, đi từ 1 giờ sáng ngày hôm trước rồi đó. Chúng tôi sẽ cắm lều chỗ này. Chỗ này tương đối là bằng phẳng này đó, cắm lều ở đây. Vâng, đây là cái lều của chúng tôi. Cái lều này tôi dùng nay cũng cỡ 6 năm rồi. Đó, vẫn còn tốt chát. Chưa rách các bạn ơi. Mua kỳ đó mua hình như là 650 ngàn. Đó, ở phía kia là các anh em đang còn một vài người đang ngồi chơi. Vâng, bà xã tôi thì mệt và lạnh quá cho nên là chui vào lều ngủ rồi. Đã ăn tối từ lúc buổi tối rồi. Đó, còn đây là cái phần tiệc tùng picnic hồi chiều của các anh em á. Còn sót lại, chừa lại cho tôi. Đó, bây giờ tôi ăn thêm chén cơm nữa. Ha, ăn tối lúc 6 giờ, bây giờ cũng đói rồi. Ăn thêm chén cơm nữa, quá ngon các bạn ơi. Sườn ba rọi, rồi cánh gà, xúc xích này. Đó, ăn thêm hai chén cơm nữa. Vâng, 11 giờ rưỡi rồi. Rồi cũng đi ngủ thôi, lạnh quá, chị không nổi luôn. Thơm ngon quá các bạn ơi. Từ 11 giờ đêm rồi. Khá là lạnh. Đây mình chắc khoảng độ 16 không nào? 15 độ. 15 độ. Hello các bạn. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ. Vâng, bây giờ là 5 giờ 30 sáng. Sáng thứ bảy. Tối hôm qua chúng tôi đã ngủ trong cái lều này. Và bây giờ sẽ đi ra ngoài này săn mây và đón bình minh các bạn ơi. Go. Mây ở dưới đó anh. Kìa. Ngủ cả đêm không ngủ được vì lạnh. Đó, nhờ bạn Tùng cho mượn cái túi ngủ với lại một cái mền nữa. Cho nên là cũng ngủ được một chút. Và sáng 5 giờ là dậy rồi, mình đặt chung báo thức để dậy săn mây đón bình minh các bạn ơi. Đó, mình lên đây chủ yếu để bay live cam để chơi cái buổi sáng ấy, nó rất là đẹp. Mà nếu mà ngủ nướng cái tới 8-9 giờ thì rất là phí. Đó, cho nên phải dậy từ 5 giờ sáng luôn. Đó, trời rất còn tối luôn. Lạnh quá các bạn ơi. 5 giờ 30 sáng. Anh Giang Thông cảm động đổ nước mắt. Mày kìa anh ca, mày kìa. Mặt trời lên kìa. Giờ sẽ bay lên cao ngoài kia các bạn ơi. Hello, chào các bạn. Lạnh quá các bạn ơi, bây giờ mới 5 giờ 30 sáng. Mặt trời và sương mây đang lững lờ ngoài kia. Bây giờ tôi sẽ bay com Lightcam Mavic 3 Classic lên để săn mây và đón bình minh cho các bạn xem.
lên thôi. Để thêm sự thú vị, bữa nay chúng ta có kèm Mavic 3 Pro. Lạnh quá trời. Thúc thúc vậy? Ba chùm thêm cái gì không? Ở trong có ai có 3G, có ai có wifi kèm với người. Tới đây. Mở, mở wifi không? Có. Cho anh bắt cái lấy bản đồ cái. Mavic 3 Classic săn mây các bạn ơi. Dơ quá vậy. Xin chào các bạn. Cách cánh đến tay. Đây là Tướng Anh, đây là bạn Tùng đang lật bị rung. Rung tay. Người nó lảo đảo luôn đó. Đây là bác Giang nói chuyện không ra hơi. Dầm mưa nguyên một tối ngày hôm qua luôn mà. Hôm qua là, nguyên đêm hôm qua là nghe bác Giang múa một bản nhạc. Quá chán. Nhưng mà em học ra nhiều điều lắm. Khi có cái như như giống những điều cụ đá nhưng không phải cụ đá. Úi giời. Gió lạnh. Đi rồi các bạn ơi. Vâng, cất cánh các bạn ơi. Đó, đây là quang cảnh của cái khu vực mà tôi cắm trại buổi đêm. Wow, mặt trời 5:30 mặt trời lên rất là đẹp luôn. Một cái cảnh ngược sáng rất là ngoạn mục. Vâng, những hình ảnh các bạn đang xem là tôi quay bằng con Flycam của hãng DJI. Tên của nó là Mavic 3 phiên bản Classic, tức là nó rẻ hơn cái Mavic 3 Pro. Bản này mới ra hồi đầu tháng 11. Đấy, các bạn quan tâm tới cái con Mavic 3 Classic này thì có thể coi cái video tôi đã up cách đây vài ngày. Còn đây là một cái vlog du lịch cắm trại, cho nên mình chỉ trích đoạn thôi và tôi có tua nhanh lên. Đó, đây là cảnh cái săn mây. Rất nhiều nơi trên Đà Lạt thì các bạn có thể săn mây ở khoảng cách gần, tức là mình thuê những quán cà phê, những cái quán homestay ấy, mà nơi mà có thường có nhiều mây ấy, mình có thể ngắm nhìn được ngay bằng mắt thường. Nhưng ở một số nơi thì nó ở hơi xa, ví dụ như trong trường hợp này thì mình phải bay flycam ra, bay cao lên một chút thì mình mới ngắm cảnh được. Đó, các bạn thấy không, con flycam rất là hay, rất là vui. Các bạn nên mua cho mình, cho nhóm bạn của mình một con flycam. Giá tiền thì không quan trọng đâu ạ. Đó, từ 10 triệu là bắt đầu các bạn có thể chơi được rồi. Để đi mình chụp ảnh này, săn mây này. Đó, và ngắm cảnh xung quanh nữa. Chứ còn nếu mình đứng dưới đất không thì mình không có hình dung được cái nơi mình đến. Đó, quá đẹp. Đó, mây này. Ở đây tôi tua nhanh lên các bạn để các bạn ngắm nhìn cho nhanh, khái quát thôi. Đấy, tuyệt vời. Mình ngắm trên những cái quả đồi này thì khu vực này là gần thung lũng Tình Yêu và gần đồi Cỏ Hồng. Đó, đồi Cỏ Hồng là ở cái mùa này là tháng 11 này này, thì khi mà ánh nắng nó ngược sáng ấy, nó sẽ ra màu hồng rất là đẹp. Nhưng mà cái đoàn của chúng tôi đi bằng xe mô tô, xe gắn máy, cho nên không lên được cái đồi đó, nó rất là trơn trượt. Cho nên là mình mới tìm cái đồi này, đường lên bằng xi măng, chỉ có đoạn đất ngắn thôi. Đó, đi đường xi măng thì nó dễ hơn. Thì ở đây, cỏ ở đây thì nó không có hồng, nó tức là nó không có những cái hoa gì đấy, cho nên nó không có hồng. Đấy, đây là đêm thứ nhất, đêm đầu tiên. Đó, nhóm chúng tôi vẫn còn 3-4 người ngủ trong lều ạ, chưa có dậy luôn đấy. Đó, bay lên cam thì các bạn sẽ có những cái cảnh như thế này để khán giả xem, bạn bè xem, thấy được cái nơi mình đến là cái quả đồi này. Đó, mình có thể tự quay cho mình những cái cảnh như thế này rất là mượt mà.
chứ đi chơi ai cũng bận rộn hết, ai cũng mệt mỏi hoặc là đang vui chơi mà mình nhờ họ quay thì cũng rất là phiền. Đó, mình tự quay cho mình. Đó, tôi đang đón cái con Mavic về. Bị sụt cái hố. Ok, tuyệt vời các bạn ơi. Một chuyến săn mây và đón bình minh rất là hoàn hảo. Mình đây là cái đồi gì Tùng? Chỗ này không giới thiệu anh rồi. Chỗ này chỗ bí mật. Đồi này là theo tôi biết là gần đồi Quả Hồng. Còn không biết là đồi nào. Mavic 3 Classic, cái chữ Classic này. Tay cầm DJI RC. Đây là con Mavic 3 Classic các bạn ơi. Đang bay lại cao săn mây các bạn ơi. Hai con. Một con. Ngoài kia một con nữa. Hai con. Sáu giờ sáng mặt trời lên chiều quá các bạn ơi. Ngoài kia là mây kìa. Đó, mây nằm lưng lưng quả đồi. Đó, mặt trời. Đây là các em đang bay flycam. Thấy cái lèo cửa cửa hoài à. Ma lạnh quá chịu không nổi. Cho tao hỏi. Bây giờ cái gòn nó gòn cái mền của em luôn. Mày hồn hai đứa. Dựng lạnh. Mà nó còn hay. Với lại cái túi ngủ cũng phí heo. Mày hồn. Mày hồn. Khi đi chơi thì tôi sử dụng con GoPro gắn trên ngực áo để quay những cảnh chạy xe. Tại khi chạy xe đó thì mình không có dùng điện thoại mình quay được, mà mình gắn ở trên nón hoặc là trên ngực áo bằng con GoPro. Và khi mà dừng lại thì tôi sử dụng cái điện thoại iPhone để tận dụng 3 camera 0.5x, 1x và 3x để quay những cái cảnh cho nó bớt bị cong, bớt biến dạng. Những cái cảnh mà mình chơi dưới đất ấy, thì mình sử dụng điện thoại. Và cái thứ ba là trong trường hợp này là những cảnh tôi di chuyển đi bộ. Đó, mình đi bộ nha thì không dùng GoPro, tại vì GoPro cái góc nó rộng quá và quay nhiều khi nó không trúng mình. Điện thoại thì càng khó quay hơn. Cho nên khi đi bộ như thế này thì tôi sử dụng cái camera 360 độ. Đó, nó chống rung rất là tốt và cái góc của nó là 360, quay toàn cảnh. Đó, quay được toàn cảnh rất là đẹp, rất là hùng vĩ và rất là dễ quay luôn. Quay kiểu gì cũng dính mình hết trơn đấy. Đó. Và cái thứ tư là bay live cam như các bạn thấy ban nãy rồi. Đó, tức là vlog tôi đi chơi tôi sẽ quay bằng bốn cái máy như vậy. GoPro chạy xe, điện thoại để ngồi dưới đất, đứng dưới đất. Và con OneX2 360 độ này thì sẽ để quay những cảnh đi bộ hoặc là chạy bộ. Đó, và flycam thì để bay trên trời. Đó, mình phối bốn cái camera nó lại để thành một cái vlog hoàn chỉnh. Đó, nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Và các bạn biết là khi mà mình biên tập á, thì hơi bị cực khổ đấy. Rất cực luôn. Để tìm những cái cảnh mình chèn vào cho nó hợp lý các bạn. Chứ còn mà mình quay cái dạng mô tô vlog một cái camera gắn trước ngực của chiếc nón ấy, thì nó dễ rồi thì nó, nhưng mà nó không phong phú đấy. Các bạn nào tinh ý thì sẽ thấy cái video của tôi bốn cái thiết bị quay vất vả đó, phong phú lắm các bạn ơi. Đấy, đây là sáng sớm ở trong lều này. Vâng, nhiều bạn hỏi rằng là đi cắm trại như vậy thì vấn đề vệ sinh sẽ như thế nào. Thì tôi xin tóm tắt trả lời các bạn như thế này. Mình cắm ở đây không phải là cắm suốt ngày 24 giờ mà là 4 giờ chiều, 5 giờ chiều thì chúng tôi mới lên đây. Thì trước khi lên đấy là mình đã ăn uống no ở dưới đó rồi. Đó,
vào quán cà phê sạc pin điện thoại hoặc là đi vệ sinh gì rồi, cho nên lên đây là không cần nữa. Đó, không cần phải đi vệ sinh nhiều nữa. Đó, và tắm rửa thì không tắm một ngày cũng không sao đâu ạ. Trên đây trời nó lạnh lắm. Đấy, rồi mình cắm ở đây xong chỉ một đêm thôi. Sáng dậy mình cà phê cà pháo xong rồi 9 giờ sáng là nắng nó lên rồi. Là mình rút. Đó, mình rút xuống núi. Là xuống á thì có hai cách, một là các bạn lại vào một quán cà phê nào lớn lớn á. Đó, rồi đi vệ sinh ở trong đó. Hoặc là giống như trường hợp của tôi, nhóm này thì thuê một cái khách sạn nhỏ thôi. Mình thuê 4 tiếng đồng hồ để nghỉ trưa. Thì 4 tiếng là chi phí là 200 ngàn. Vâng, một cái khách sạn nhỏ nhưng mà cũng rất là đẹp, đầy đủ tiện nghi. Đó, mình thuê từ 12 giờ cho tới 4 giờ chiều là 4 tiếng đồng hồ là 200 ngàn. Là mình có thể ngủ trưa, rồi mình sạc pin điện thoại, thiết bị vân vân. Rồi tắm rửa. Đó, thì mình bỏ ra 200 ngàn để mình ở một 4 tiếng đồng hồ để mình lo những vấn đề nghỉ ngơi, ngủ trưa và vệ sinh. Rồi 4 giờ chiều ngày hôm sau mình lại lên cắm. Đó, các bạn theo dõi cái video ngày 2 của chúng tôi nhé. Đó, thì 4 giờ chiều chúng tôi lại lên một quả đồi khác, Hòn Bồ. Đó, ở một nơi khác ở Đà Lạt để cắm. Thì cái cách chơi của mình là như vậy. Đó, cho nên rằng là trừ khi các bạn nào mà chột bụng hoặc là đau bụng thất thường thì chịu thua. Chứ còn với những người bình thường thì không sao đâu ạ. Đó. Trong vòng mình lên đây mình chơi từ 4 giờ chiều cho tới 9 giờ sáng hôm sau thì nhiều người không đi vệ sinh cũng không sao cả. Chỉ có vì trước đó mình đã đi rồi mà. Hello, mời các bạn ăn sáng. Vâng, các anh em đang ngồi ngắm cảnh thưởng thức cái lạnh của Đà Lạt. Đó, ngắm, đây là các anh em FPV. Chơi FPV tức là một cái đẳng cấp cao hơn của Flycam ấy. Đó, bay những con quad racing nhé. Đó, rất là đẹp và rất là mạo hiểm. Bay mà không ngồi cạnh mình á. Cái con Mino á. Nó từ nãy giờ đang ngồi gồng tiếp mình. Bỏ bay cho ngồi cạnh mình á. Kéo bớt nó cả bay luôn. Xe thì các bạn phải mang cái bơm nha. Đó, nếu là mềm thì có mình bơm ngay. Máy ảnh là thiết bị không thể thiếu này. Những người nào thích chụp ảnh. Tôi thì chơi chụp ảnh mười mấy năm trước rồi. Bây giờ không có chụp ảnh nữa. Mà quay clip thôi. Đó, chiếc CRF cào cào. Đây là chiếc NT03 và đây là chiếc Winner X của tôi. Đó, chiếc Exeter này mới mua ngày hôm qua, chạy Đà Lạt là Rodai luôn. Đó, các bạn lên đây mà quay MV, quay clip thì thôi hết bài. Đây là các anh em đang chạy để cho Flycam với lại Quad Racing bay theo. Đó, bay FPV là như thế này này, bay theo để quay clip chơi. Đó, nếu các bạn tính mắt thì sẽ thấy con FPV, con quad 5 inch bay theo đằng sau, quay những cảnh này rất lãng mạn, rất là đẹp. Đó, bay theo đó. Còn đây là chiếc dòng Kepler của Ducati. Chiếc này giá lăn bánh Hồ Chí Minh là 444 triệu. Còn cũng chiếc này cũng mới mua khoảng độ 3 tuần nay thôi. Đó, lên đi bào luôn, bào tua ở trên đồi. Đây, đồ bác Trang tặng. Đến lúc phải xài rồi. Cậu ơi,
từ từ. Cái đinh nè, cái đinh. Ấy đúng dục đây, đã quên. Thấy không xong xì luôn mày. Nó không xì. Thì nó bỏ bỏ căng, cái này nó tự ép lại rồi. Tùy bạn rồi, nhưng mà bạn đi nước nó sẽ xịt. Coi xe nó trượt, má xe nó hỗn lắm nha. Rồi Hùng lên lên cao đai xuống em. Nếu các bạn thích bay FPV đã chán flycam rồi thì nên chơi trải nghiệm thử những cái dòng FPV này. Chút. Chạy xe ở trên những cái đồi này thì nó rất là dốc và sỏi đá. Vâng, thật sự thì những cái dốc đó nhìn nó rất là cao và rất là khắc nghiệt. Tuy nhiên khi mà tôi quay vào trong video thì nó không thể hiện được cái sự nguy hiểm đó. Rồi, biết bỏng chuẩn bị chưa? Alo, Bồ Đàm nghe không? Vâng, những cái dốc này nó rất là sỏi đá và chạy cũng không phải là dễ đâu nha. Nhưng mà khi mình quay bằng điện thoại hay là quay phim chụp ảnh thì không thấy được cái độ nghiêng của nó, và thậm chí là các bạn thấy rằng là cái xe nó chạy hơi chậm nữa, mà thực ra thì các anh em cũng làm hết mức rồi. Khi chạy thì mình thấy rất là nhanh, nhưng mà khi quay video ở cái góc dọc như vậy ấy, thì mình thấy cái xe rất là chậm. Và tôi cũng thử cái chiếc này, chiếc CRF này thì ở nhà tôi có mua cho ra một chiếc, cũng không lạ lẫm gì, nhưng mà do cái chiếc này là có độ ô xăng lửa cho nên nó cực kỳ bốc các bạn ơi, chỉ có 150 thôi, nhưng mà chạy leo đồi rồi chạy đường trường là cứ 100, 101 kéo đều ga, chạy suốt 300 km luôn, quá nể con cào cào này. Đó, không biết rằng là máy móc lâu dài thì nó như thế nào, chứ còn hiện tại thì nó rất là ngon luôn. Hầu như rằng là bất cứ cung đường nào nó cũng có thể vượt qua được. Tôi mang dép không có nón mũ gì cả cho nên chạy BD chạy chơi các bạn. Đó, giới thiệu các bạn đây là một nam tài tử từ Hồng Kông qua này. Đầu giờ đó, đội nón này, cưỡi xe. Vâng, tôi rất thích những cái dòng Chrysler, những cái dòng xe cổ điển như thế này này. Nhưng mà rất tiếc rằng là cái chi phí và cái giá của những cái dòng xe này rất là cao. Đây là chiếc Ducati, tên gì tôi quên rồi, bản mới nhất năm 2022 này. Đó, giá lăn bánh là 440 triệu, chưa có đồ chơi nữa nha, xe không. Ok, đúng 12 giờ trưa thì chúng tôi dọn trại. Đó, rút về thành phố Đà Lạt chơi. Đang gom đồ các bạn ơi. Ok. Đây là chiếc Winner X 3 thùng các bạn ơi. Lều, túi ngủ, ba lô, quá khủng. Nước. Lên đây cắm trại xong thì chúng tôi phải thu dọn rác đem xuống mà. Mình đem lên cái gì là dọn sạch luôn, chứ không có chừa lại một cái bịch ni lông nào luôn á. Đó, các anh em đang sắp xe để chụp ảnh lưu niệm cho ngày đầu tiên cắm trại ở trên đồi này. Ok, bây giờ bạn Tùng sẽ bay Mavic 3 lên để quay chụp ảnh lưu niệm cả đoàn. Đây là chiếc CB500X của bạn Tùng. Đó, CRF 150L độ bô xăng lửa, độ đèn LED, Chrysler 450 triệu.
CBR mới độ bô 650. Exciter vừa rodai xong. Exciter mới rodai 110 km/h. Winner X. Đang rodai chứ mới rodai gì? Winner X. MT03. Vâng, bạn Tùng đang chuẩn bị bay con Leica để chụp ảnh nhóm từ trên cao và quay một đoạn clip ngắn. Rồi, di chuyển từ đâu anh? Việc đấy, việc. Rồi, 12 giờ thì chúng tôi xuống đồi. Xuống đồi để tìm chỗ ăn trưa. Con đường này buổi sáng thì rất đẹp, tối hôm qua lên thì không nhìn thấy gì hết rồi. Đó, mình chơi, mình quay clip, MV rồi giải trí rồi mình chơi tới 12 giờ mình đói bụng mình đi xuống. Bây giờ mình sẽ tìm một cái khách sạn để mình nghỉ ngơi. Mình không có thuê nguyên ngày, mình thuê 4 tiếng đồng hồ thôi. Mình sẽ nghỉ từ 1 giờ tới 4 giờ chiều và mình lại đi chơi tiếp, lên đồ chơi tiếp. Cảnh bạn đẹp không? Đường rất là sóc nha, cái đoạn này rất là sóc luôn. Kính luôn rồi. Chết. Chúng tôi đã xuống tới Hồ Xuân Hương và bây giờ sẽ đi tìm quán ăn trưa này. Đó, hồi sáng thì mình trên đồi mình ăn mì gói với lại xúc xích với lại thịt nướng rồi. Bây giờ cũng trưa rồi, mình sẽ đi tìm chỗ ăn trưa. Đây là Hồ Xuân Hương, là vườn hoa Đà Lạt trái đấy. Trời mát mẻ dễ chịu. Vâng, tô bánh canh chả cá này là giá 40.000. Còn cái cuốn đó là 15.000 một cuốn. Đó, ly nước ép thì mình mua thêm là 30.000. Mời các bạn ăn trưa. Ăn trưa. Đó thì nhóm chúng tôi khoảng độ 10 người đấy. Ok, sau khi ăn trưa xong thì chúng tôi đi tìm một cái khách sạn nhỏ để mà thuê phòng ở nghỉ khoảng độ 1-2 tiếng hồ. Trời ơi, rồi lát sau lên, sau quay đầu. Tôi dùng hai cái mũ bảo hiểm để che cái con GoPro gắn trên xe và cái điện thoại dẫn đường là biến tháo ra cho nên là che tạm như vậy. Phước vậy thôi. Vâng, một khách sạn trong một cái đường nhựa nhỏ khá đẹp, có nhìn rất lịch sự và sang, không đến nỗi xấu đâu. Tôi nghĩ rằng là đẹp. Giá phòng ở đây hình như là 400.000, 400.000 hoặc là 350.000 nếu mình đặt ở trên mạng cho một ngày một đêm. Còn chúng tôi thuê 4 tiếng là giá là 200.000 đồng 4 tiếng. Buffer. Hello các bạn, chúng tôi tìm một cái phòng khách sạn nghỉ ngơi khoảng độ 2 tiếng hoặc là 3 tiếng gì đó, rồi tối nay lại camping trên đồi tiếp. Hồ á, nó mới đầu. 500 mấy? Wow, đẹp nhất trời. Ở đây mình có hai ghế ngồi, có bàn nước, cửa sổ view ra ngoài, giường ngủ, tủ quần áo, nói chung là như một cái khách sạn các bạn ha. Đây, phòng tắm khá ổn. Nghỉ 4 tiếng là 200.000. Ồ, máy sấy tóc này. Vâng, sau khi nghỉ ngơi và ngủ, vệ sinh các kiểu thì 4 giờ chiều chúng tôi lại lên xe và đi lên đồi. Mời các bạn xem tiếp video ngày 2 cắm trại trên Hòn Bồ nha các bạn. Đó, rất là kịch tính cho ngày 2, tức là tối thứ 7.
Ok, các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Đoàn Hồng Giang để đón xem video ngày 2 nha.